Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là về cái loại cây và loại lá. Đó, về cái loại cây và loại lá nó tác dụng gì không. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cho các bạn biết nó có tác dụng gì và nó được những cái gì, cái thuốc gì. Đó, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây đằng sau mình đây là cây ổi các bạn. Đây là cây ổi. Đây cây ổi và lá ổi nha các bạn nha. Đấy, lá ổi nó có tác dụng. Đó, cái lá ổi nó có tác dụng đó là cái lá ổi nó có tác dụng, cái lá ổi thì nó được chịu điều trị đau bụng, viêm đường ruột. Đấy là cái lá rồi ổi đau bụng rồi tiêu chảy. Đó là cái tác dụng của cái lá ổi, nó chữa được đau bụng. Đấy, đau bụng, đau răng, viêm họng. Trong cái cơ thể con người đó là cái tác dụng. Còn về cái quả, về cái quả ổi thì nó điều trị đó là đái tháo đường. Đó, cái quả ổi mình sẽ rửa sạch, mình bổ ra, mình sẽ rửa sạch rồi bổ ra, mình rửa sạch và bổ ra, mình ép, mình bỏ vào máy, mình ép. Đó, mình ép rồi một ngày mình uống một ngày cứ hai lần. Đó, hai lần uống hai cốc đó là nó sẽ khỏi cái bệnh đái tháo đường. Đó, nó là về cái bệnh đái tháo đường. Cái bệnh đái tháo đường đó, nó được sửa, nó được chữa như vậy. Đó, đó là về cái vị của ổi. Đó, nó có tác dụng về cho mỗi con người, mỗi gia đình mình. Đó, nó là cái vị của ổi. Đó, nó có tác dụng. Đó, còn cái lá ổi nếu mình đau bụng, mình đi ngoài đấy, mình đau bụng mà mình đi ngoài, mình sẽ ngắt lấy các cái một quả đây. Ví dụ như con gái thì chín cái một này, nhưng mà con trai thì 7 cái một này. Mình bỏ vào mình ăn rồi mình nhai, mình nuốt nó là nó sẽ khỏi đau bụng, khỏi đi ngoài. Đó là về cái ổi. Nó các bạn nhìn thấy không, cái lá ổi rất là ngon, rất là đẹp. Đó, ổi nhà mình không xử lý qua thuốc, nó không có vừa qua thuốc ăn, nó không thể khỏi đau bụng. Nó là cái ổi. Đấy, mình ăn mình rất ngon.
nó rất ngọt, tính của nó ấm, vừa ổi. Video này các bạn mà thấy hay thì hãy ủng hộ kênh cho mình, kênh mình like, share. Giờ mình xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại bạn video tiếp theo của mình nhé.